Sau phiên điều trần công khai đối với thị trưởng Jakarta về những lời xúc phạm đạo Hồi dẫn đến biểu tình dữ dội mới đây, cảnh sát Indonesia đã quyết định đệ đơn khởi tố vị thị trưởng này. Ông Basuki Rajaratnam là người gốc Hoa và theo đạo Thiên Chúa đầu tiên nhậm chức thị trưởng Jakarta. Hồi tháng 9, trong chiến dịch tranh cử vị trí thị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của mình, ông Panama đã chỉ trích đối thủ của mình và có trích dẫn một đoạn trong kinh Koran. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Indonesia, quốc gia mà người theo đạo Hồi chiếm đa số. Đầu tháng 11 đã có hàng chục thậm chí hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình đòi ông Panama từ chức. Cảnh sát nước này đã phải tổ chức điều tra và thẩm vấn 70 nhân chứng nhằm làm dịu dư luận. Đây là quốc gia có luật pháp, hay để luật phân xử. Nếu tôi bị buộc tội, tôi sẽ chấp nhận tham gia quá trình tố tụng. Nhưng tôi khẳng định, tôi vô tội, tôi không có ý định bán bổ đạo Hồi. Sau phiên điều trần, đến ngày 16 tháng 11, cảnh sát Indonesia khẳng định vẫn sẽ khởi tố ông Panama. Mặc dù có nhiều ý kiến nhưng kết luận lại, vụ này cần phải được phân xử trước tòa. Trong thời gian tới, tiến trình điều tra sẽ gắt gao hơn. Và vì đã trở thành nghi phạm, ông Basuki Panama không được rời khỏi Indonesia. Ông Panama là cấp phó của Tổng thống Joko Widodo, thời ông Widodo còn là thị trưởng Jakarta. Vụ việc lần này cũng khiến uy tín ông Widodo bị vạ lây.